Xin chào các bạn, mình là Huy, mình đến từ USA 35, order hàng từ Mỹ. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái nghề của là nghề order hàng từ Mỹ, một cách bài bản cho các bạn hiểu rõ là cái nghề này cần những cái gì. Thì bởi vì mình thấy là rất là nhiều bạn là có thắc mắc là làm cách nào để check out hay là mua hàng từ Mỹ một cách dễ dàng nhất, thì mình sẽ nói qua một chút. Đó là thật ra là như này, với quan niệm của mình là cái nghề order là hàng từ Mỹ là để giới thiệu hàng cho khách hàng từ bên nước ngoài, từ ví dụ từ Mỹ đi về Việt Nam, thì sau khi chốt đơn hàng rồi thì chúng ta cần phải mua hàng về. Thì mua hàng về có nhiều kiểu mua, tức là chúng ta mua qua, ví dụ như mình là làm với mấy công ty là mình mua trực tiếp ở bên Mỹ, không qua những cái không giả tiền bằng cách là chuyển khoản banh là chính, hay là giả chuyển khoản bằng cách mà pay invoice. Thì nhưng có những cái người hỏi mình là thế còn nghề check out là gì, thì theo quan điểm của mình ấy, cái nghề check out là khi mà có đơn hàng thì những cái người mà check out ấy thì lên những cái trang web đó mua hàng, thì tôi gọi nghề check out, tức là nghề check out là chỉ đi thanh toán thôi. Còn nghề order là chúng ta sẽ giới thiệu những cái đó đến khách hàng một cách rõ ràng nhất. Thì trong cái series mình đã tạo ra một cái series, tức là có thể là kinh nghiệm của mình thôi, mình cũng làm nghề này cũng gần chục năm rồi, thì tức là mình mường tượng ra những cái mà mình sẽ phải cần để cho các bạn là tham khảo thêm, để các bạn biết là nghề đó, nghề này cần những cái gì. Thì mình sẽ hướng dẫn tất tần tật những cái cách, tức là kiếm khách hay là nguồn hàng cũng như check out. Check out thì mình không dám chắc là khi các bạn làm theo những hướng dẫn của mình thành công, nhưng mình sẽ cố gắng nhất để các bạn có thể hiểu rõ cách và làm cách nào để mua hàng và tỷ lệ hủy đơn ít nhất có thể. Bởi vì thực ra ấy, là như này, đến cả những cái người ở bên Mỹ họ mua hàng còn bị hủy đơn, huống chi là những người ở Việt Nam, đúng không? Những cái nội dung mà mình sẽ muốn giới thiệu trong cái video, những cái video sắp tới của mình gồm những cái nội dung sau. Mình đã nghĩ ra là đây 14 cái nội dung. Và cái đầu tiên, tức là cái thứ không, mình thấy là quan trọng, cực kỳ quan trọng và quan trọng nhất luôn. Đó là làm cách nào để kiếm khách hàng. Bởi vì nếu có khách hàng thì những cái thứ sau của các bạn mới cần, tức là mới có thể, tức là điều kiện cần của các bạn phải có khách hàng. Bởi vì nếu có khách hàng thì những cái điều kiện đủ, tức là những cái mà đằng sau ấy, thì các bạn mới có thể làm. Ví dụ như các bạn làm những thứ đằng sau, sau đây mình giới thiệu rồi mà chúng ta không có khách hàng thì gần như chúng ta chẳng có thể làm gì, đúng không? Trong kinh doanh với bây giờ là khách hàng quan trọng nhất, bởi vì khách hàng cực kỳ là khó và cạnh tranh rất là gắt gao trong cái nghề này. Bởi các bạn thấy là rất rất nhiều người nhận order hàng từ Nhật, từ Mỹ, từ Trung Quốc, từ rất là nhiều công ty nhận, đúng không? Đó. Đầu tiên là khách hàng từ đâu, làm cách nào có khách. Thứ hai là mình sẽ giới thiệu cho các bạn vốn ở đâu trong cái nghề order này, làm cách nào để có vốn. Bởi vì ví dụ các bạn mua cho một cái khách, ví dụ như bên mình á, mua cho những cái công ty mỗi một lần họ mua 200 triệu, 300 triệu. Như ông anh trai mình đi hẳn cả container thì tiền ở đâu, đúng không? Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bí kíp rất là đặc biệt, làm cách nào để các bạn có 500 triệu. 500 triệu, mình nhớ nhắc lại một cái, 500 triệu để các bạn có thể làm, bắt đầu làm cái nghề order này. Đây là một bí kíp rất đặc biệt. Và cái này mình cũng được bày thôi, bởi vì đây là một cái, nếu mà cần nữa sẽ có cả tiền tỷ, cả 2 tỷ luôn, đúng không? Mà đây là cái bí kíp này là của một thằng ông em mình ở trong câu lạc bộ tình nguyện. Em ấy nói với mình là khi em ấy thành lập công ty làm cách nào để có vốn. Anh bảo mà vốn bao nhiêu cũng có, nhưng sẽ phải có cách để, sẽ phải có một cái bí kíp để có vốn. Không phải các bạn cầm cái giấy tờ các bạn đi cắm đâu nhá. Nên mình sẽ giới thiệu trong một cái video khác. Đầu tiên là một là vốn này. Thứ hai, mình sẽ giới thiệu những cái kinh nghiệm xương máu, xương máu các bạn nhá, trong cái giai đoạn mình làm cái nghề order hàng Mỹ này. Những cái lần mất hàng, những cái lần bị mất hàng, những cái lần đền hàng, hay những cái lần bị khách lừa, cũng như khách lừa nhiều lắm các bạn ơi, hay là những cái lần mà bị bùng hàng, hay là những cái lần mà nói chung là rất rất là nhiều những cái vấn đề khi các bạn làm cái nghề order này. Có lẽ là có một số các bạn chỉ mới làm thôi, hay là có những người làm 1-2 năm thôi, hoặc là có những người bạn đã biết rồi
thì các bạn cũng có thể chia sẻ với mình bên dưới là những cái lần mà hoặc là những cái tình huống rất là khó khăn khi các bạn làm cái nghề order này. Ví dụ như một lần mình mua Adidas và chuyển hàng về Việt Nam mà gần như không bán được luôn. Đó là một lần gọi là cũng khá là đau đớn của mình. Mình sẽ có trong những cái video khác đó là. Rồi, thứ ba là mình sẽ giới thiệu một số những cái sản phẩm mà trong những rất là nhiều năm rồi mình đã nhập cho các shop và một số cá nhân để những cái sản phẩm là làm cách nào những cái sản phẩm đó nhập về Việt Nam bán có lãi nhất ở trên ví dụ như Amazon, eBay hay là những cái trang thương mại điện tử ở bên Mỹ. Những cái sản phẩm này nhập về Việt Nam làm sao có giá tốt và lãi nhất cũng như là một số nguồn hàng, đúng không? À, và thứ tư là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái bí kíp, những cái cách mua những cái sản phẩm giá xỉ từ bên Mỹ về Việt Nam. Nếu những cái sản phẩm giá xỉ từ bên những cái nước như Trung Quốc, các bạn có thể thấy là từ AliExpress, Alibaba, đúng không ạ? Công xưởng sản xuất thế giới hay là những cái nước khác thì các bạn thấy là họ hay đi những cái container mà đi qua cảng Hải Phòng ấy, đó là những cái mà người ta nhập xỉ số lượng rất lớn. Thì trong những cái video tới mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách nào để nhập xỉ ở đâu và nguồn xỉ, và mình thì không hiểu rõ những nước khác bởi vì ông anh trai mình làm những nước khác, mình chỉ hiểu rõ một số những cái sản phẩm nhập xỉ từ bên Mỹ là chính thôi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và thứ năm là một cái bí kíp của bên Beauty365. Các bạn có thể search fanpage Beauty365 bên mình. Mình sẽ chia sẻ một số bí kíp để nhập xỉ những sản phẩm chuyên về dược mỹ phẩm. Ví dụ như là Obagi, Murad, Paula Choi hay là IMG gì đấy. Những sản phẩm dược mỹ phẩm này làm cách nào để chúng ta có thể nhập xỉ từ giá rẻ, từ những cái đại lý chỉ có giá với một nửa bình thường, đúng không? Để chúng ta nhập về Việt Nam bán lãi nhất. Mình sẽ những cái này mình sẽ không pub cộng đồng riêng cái video này, bởi vì mình quan niệm như này, nếu mà khi mà nó về Việt Nam nó rẻ quá ấy. Vừa rồi có tiếng ồn nên mình dừng video, bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp tục. Đó là vấn đề về giá thì theo mình ấy, là giá sản phẩm ấy, không phải là các bạn mua từ bên Mỹ về Việt Nam đâu mà rồi tính thuế các thứ đâu, mà theo mình nhá, là giá là còn ví dụ dịch vụ khách hàng này, bảo hành này, bảo đảm này, những cái dịch vụ đi kèm. Thế nên ấy, là giá nó phải là phù hợp và giá làm sao mà cho tất cả mọi người đều có lãi. Thế nên mình sẽ không up hết cái video này lên bởi vì ảnh hưởng rất rất là nhiều tới những người khác cái video về cái mua dược mỹ phẩm này. Thì đó, thì trong cái phần 1 này thì mình sẽ chỉ giới thiệu như vậy thôi. Thì và video phần thứ 2 mình sẽ nói chuyên sâu hơn về cái vấn đề mà những cái bên check out order và những cái liên quan đến xây dựng cái cộng đồng. Các bạn xem tiếp video số 2 của mình nhé.